giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên trắng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra. Sự kiện đã thu hút rất đông người dân và du khách tới theo dõi. Đặc biệt, những chú ngựa trên đường đua lại chính là những chú ngựa thồ hàng ngày, và các kỵ sĩ cũng chính là những người nông dân nơi đây. Tham dự giải năm nay có 67 nài ngựa đến từ huyện Bắc Hà và Simeica. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên có một nài ngựa nữ tham gia giải đua, khiến đường đua càng trở nên hấp dẫn. Theo thống kê, đã có khoảng 50.000 du khách đến với Bắc Hà trong dịp này. Đây là năm thứ 13 liên tiếp giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc và làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch địa phương. Thông qua giải đua, ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần thu hút du khách, giúp ngành du lịch tăng trưởng trở lại, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhân dịp này, huyện Bắc Hà cũng vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai công nhận là khu du lịch cấp tỉnh.